Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt trong đảo Ngọc Trai lớn, dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chú anh chị ạ. Đảo Ngọc Trai bây giờ đã rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Đường xá sạch sẽ, bể bơi tiện ích đã đầy đủ rồi. Và bây giờ chúng ta có thể vào để sử dụng những cái dịch vụ trong đảo rồi cô chú anh chị nhá. Này, cô chú anh chị thấy đường xá rất là sạch sẽ luôn. Đảo Ngọc Trai lớn thì tiến độ và cái tiến độ thi công cũng như tiến độ bàn giao của nó sớm hơn đảo Ngọc Trai nhỏ chắc chỉ tầm khoảng 10 ngày thôi. Đấy, chị sẽ đi vào đây luôn. Cô chú anh chị chúng ta, cô chú anh chị nào chúng ta ở trong đảo Ngọc Trai lớn mà đang trong quá trình thiết kế không ạ, chuẩn bị đi vào thi công không ạ? Đây cô chú anh chị thấy không ạ? Bây giờ là vườn hoa này, bể bơi bốn mùa này rất là đẹp rồi nha. Không gian không khí cảnh quan, đây là vườn hoa. Vườn hoa này thì đã xong cách đây phải 2 tháng rồi. 2 tháng trước là Thiên Định đã quay và review cái vườn hoa này cho quý anh chị xem rồi. Đây chính là vườn hoa chỗ Ngọc Trai 09 và Ngọc Trai 11. Đấy. Xuống cuối là có trường mầm non Vinschool nhưng mà hiện tại thì chủ đầu tư vẫn chưa thi công. Sau này có thể là chưa chắc có thể là trường mầm non có thể chủ đầu tư lại xây lên một cái nhà cộng đồng ở đây cũng nên. Tại vì trong đây mà phục vụ cho con em mà học trong này thì số lượng rất là ít. Đấy, bên đây chính là những cái tòa, bên đây là tòa S2, S112, S111 bên khu Sapphire 1 phải không chú chị ạ? Đấy, S112 đấy, tòa view sang khu thấp tầng rất là đẹp. Ở đây vẫn còn mấy lô đất trống này của chú anh chị, chúng ta ai quan tâm là liên hệ trực tiếp với Thiên Định nhá. Vẫn còn những lô đất trống hiện tại đang bán giá cũng khá là hợp lý luôn. Trong đảo Ngọc Trai này thì Thiên Định chia sẻ, Thiên Định đang có một số căn đơn lập 288m hướng đông nam, giá chỉ là 19,5 tỷ của chú anh chị nhá, giá rất là hợp lý. Song lập thì giá hiện tại một số căn đang có giá là 11,7 tỷ bao phí, 11,8 tỷ bao phí, 150,3 m. Đây là Ngọc Trai 9. Hết những căn rẻ rồi thì Thiên Định lại bán lên những cái căn giá nó có giá nó cao hơn, nhích lên một xíu. Ở đây thì cô chú anh chị chúng ta thấy được là có sân tennis này, sân cầu lông này, sân bóng bàn nhá cô chú chị nhá, có cả sân bóng bàn, sân bóng rổ, đấy đầy đủ những cái tiện ích cho cô chú chị luôn. Đường xá thì lòng đường 7m, vỉa hè một bên 3m, rất là thoáng luôn. Cô chú anh chị chúng ta để xe thì chúng ta có thể vắt một bánh lên vỉa hè, đó là quy định của chủ đầu tư để cho là cái khoảng giữa thì kể cả hai xe đậu thì ở giữa đi cũng rất là thoải mái. Bể bơi bốn mùa thì cô chú anh chị chúng ta thấy được luôn là đã xong hết 100% rồi cô chú anh chị nhé. Bây giờ tại vì cư dân đảo Ngọc Trai thì hiện tại cũng đang trong quá trình thiết kế thôi. Ở đây trên đỉnh tính sơ qua cũng mới được có mấy căn đang thi công, còn số lượng thi công khá là ít. Đây thì mình sẽ đi thẳng vào đây là Ngọc Trai. Đây là những cái căn đơn lập mà view những căn song lập 150,3 m, những căn bên trái là những cái căn đơn lập. Đây như Ngọc Trai 9 là ở đây đang có một căn đang hoàn thiện là căn Ngọc Trai 9 12 đang hoàn thiện rồi quý anh chị nhá. Đơn lập. Trên đây thì cũng có một căn góc đang hoàn thiện. Đối diện bên kia chính là khu Tâm Linh. Hiện tại vẫn đang còn quay xanh, chủ đầu tư quay kín trồng cây xanh rất là kỹ. Đây, cái phía gọi là cái phía đường dạo bộ ven đảo ấy, cô chú anh chị chúng ta có thể thấy là chủ đầu tư đã làm
hầu như là xong đến 90% rồi. Đấy, rất là thoáng luôn cô chị ạ, chủ đầu tư làm rất là thoáng. Cây xanh là lại trồng hết lên rồi, bên cạnh lại là con sông rất là rộng bao quanh đảo. Đảo Ngọc Trai lớn thì nó có những cái ưu điểm mà tất cả các khu khác có thể là không có luôn. Thứ nhất là có bể bơi 4 mùa. Cô chú anh chị chúng ta thử hỏi xem có khu nào có bể bơi 4 mùa không ạ? Chỉ có khu Ngọc Trai lớn thôi là có bể bơi 4 mùa. Thứ hai là có khu nào mà tất cả các đường nó đều là đường thông nhau ạ, đường bàn cờ. Vâng, Ngọc Trai lớn là tất cả các con đường thông nhau trừ sát ngay là Ngọc Trai 8 thì có một lối gọi là đường cụt, và đâu tất cả đều thông thoáng hết. Đấy. Và cô chú anh chị chúng ta hãy đếm xem cái số lượng đơn lập, xem khu nào là có nhiều đơn lập nhất ạ. Chỉ có đảo Ngọc Trai lớn là nhiều đơn lập nhất. Đấy. Những cái căn đơn lập 288m hướng đông nam, số lượng rất là nhiều tại đảo Ngọc Trai lớn. Chính vì vậy mà cái khu Ngọc Trai lớn đẳng cấp thực sự luôn. Cô chú anh chị chúng ta thử tìm xem cái khu nào, đúng không ạ? Chúng ta thử tìm xem khu nào mà có hai vườn hoa lớn, đúng không ạ? Khu nào cũng chỉ có một vườn hoa thôi. Đây khu hai vườn hoa lớn chính là đảo Ngọc Trai lớn luôn. Trải dài luôn cô chú anh chị nha, trải dài luôn. Đấy. Khu nào mà có được cái vườn gọi là vườn hoa cũng như là đường cái lối rào bộ quanh đảo nó lớn nhất, đúng không ạ? Chỉ có Ngọc Trai đảo lớn thôi cô chú anh chị ạ. Có được một cái vườn hoa, một cái dãy dài mà chúng ta đi bộ. Thiên Đình chia sẻ luôn, đi thể dục thể thao không cần đi đâu khác, chỉ đi quanh đảo thôi. Tại vì xung quanh đảo là nó có đường dạo bộ quanh đảo luôn mà. Rất là tiện luôn cô chú anh chị chúng ta đi thể dục thể thao, không phải đi đâu hết luôn. Đây dãy cuối này là những cái căn Ngọc Trai 18. Cô chú anh chị chúng ta chỉ cần đọc chi tiết một căn vị trí nào đấy, Thiên Đình sẽ đọc chi tiết cho cô chú anh chị chúng ta được. Diện tích là 1, mặt tiền là 2, diện tích từng tầng là 3, diện tích xây dựng là 4, đúng không ạ? Diện tích từng tầng xây dựng đấy, đấy, mặt tiền, chiều rộng của hông nhà, chiều rộng phía trước nhà, tất cả những cái căn tại Ngọc Trai cũng như là tất cả các khu hầu như Thiên Định, cái thông số Thiên Định nắm rất là kỹ luôn. Cô chú anh chị chúng ta chỉ cần quan tâm thôi, cho Thiên Định một câu hỏi thôi thì Thiên Định sẽ trả lời cho cô chú anh chị chúng ta đầy đủ hết thông tin luôn. Và tất cả thông tin Thiên Định đưa ra, Thiên Định cam kết là chính xác 100% nhá cô chú chị nhá. Tại vì nếu như cái gì Thiên Định không biết thì Thiên Định sẽ trả lời không biết, còn cái gì Thiên Định biết thì Thiên Định sẽ tư vấn chi tiết cho cô chú chị chúng ta luôn. Không giống gọi là ví dụ như là có rất nhiều bạn thì có thể là không biết, chỉ nói có thể diện tích xây dựng của nó chỉ được 60m thôi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ diện tích xây dựng của nó được 60m thì các bạn bảo là 90m. Thiên Định khẳng định luôn với các cô chú anh chị rằng là cái căn này nó diện tích xây dựng nó chỉ có thế này thôi. Đấy. Còn thông tin hay không thì cô chú anh chị chúng ta phải kiểm chứng, đúng không ạ? Chúng ta kiểm chứng được chứ không thể là từ các bạn nói thì cô chú anh chị tin luôn được. Nhưng mà ví dụ căn này diện tích xây dựng bao nhiêu thì Thiên Định chia sẻ luôn, Thiên Định bảo luôn. Còn nếu Thiên Định không biết thì Thiên Định sẽ nói không biết, hoặc là Thiên Định sẽ bảo nó khoảng như thế này. Đúng không ạ? Tại vì Thiên Định chắc chắn là Thiên Định không biết, nhưng mà Thiên Định cũng sẽ nắm gọi là một cách nó tiên lượng được, gọi là cái kiểu như là cũng trải qua rồi, ví dụ khu này khu kia thì Thiên Định biết là cái căn đấy nó diện tích như này thì cái diện tích mật và cái tỷ lệ xây dựng nó như này thì Thiên Định biết được là khoảng. Chứ còn nếu như Thiên Định biết chi tiết thì Thiên Định sẽ nói chi tiết, còn không biết chi tiết thì Thiên Định bảo không biết, hoặc là nếu như mà có lượng gọi là khoảng bao nhiêu thì Thiên Định sẽ chia sẻ, đúng không ạ? Còn cái diện tích xây dựng và diện tích đất nó cực kỳ quan trọng luôn. Ví dụ một căn đơn lập rất là to luôn, diện tích xây dựng nó lại rất là bé. Như các bạn nếu như cô chú anh chị chúng ta mà không xem chi tiết ấy, không hiểu được thì nếu như không vào bên trong thì không hiểu được là cái diện tích xây dựng của nó lại tại sao nó lại bé như vậy. Nhưng mà tỷ lệ và mật độ xây dựng bên Vinhome Ocean Park nó khá là bé của chúng chị nhá.
đặc biệt là những cái căn gốc nó còn bé hơn những cái căn bên trong. Ví dụ như căn 288m thể tích xây dựng của nó là 137m nha quý anh chị ha. Tầng 1 137m, mặt tiền 16m, nhưng những căn gốc mà những căn 295m hay là những căn 316m đi, nhưng mà cái diện tích xây dựng của nó chỉ được 130-131m quý anh chị nhá. Đấy, quý anh chị thấy không ạ? Đây là vườn hoa trước mặt của Ngọc Trai 19 và Ngọc Trai 21 đấy. Đầu tư làm rất là đẹp luôn, rất là chỉnh chu, rất là tuyệt vời quý anh chị ạ. Những cái trụ đèn, cây cối, rồi nhà vệ sinh, thiết chủ đầu tư thiết kế cũng đã tuyệt vời rồi, rất là đẹp rồi. Đấy, quý anh chị nhìn đâu, nhà vệ sinh thôi chủ đầu tư làm rất là nghệ thuật luôn, làm không khác gì gọi là đấy, trông đẹp quý anh chị. Ba chòi luôn nhá, như vườn hoa là Thiên Định đang thấy ba, có ba chòi để quý anh chị chúng ta ngồi thư giãn. Và làm không phải là làm bằng gỗ hay là làm bằng ấy, tất cả làm bằng thép và trụ thép cũng như là mái thép hết quý anh chị ạ. Đây là những cái căn nhà vườn coi như là liền kề tại Ngọc Trai 19. Những cái căn này Thiên Định đánh giá rất là cao, tại vì thứ nhất là view được vườn hoa, view được sông, diện tích xây dựng lại 100m một sàn, quý anh chị thấy không ạ? Diện tích xây dựng rất lớn nhá. Những cái căn 135m này diện tích xây dựng là rất là lớn. Đấy, diện tích đất chỉ 135m thôi nhưng mà diện tích xây dựng đã là 100m một sàn rồi. Còn to hơn những cái căn gọi là song lập 150m, 165m. Đúng không ạ? Đây là Ngọc Trai 21 quý anh chị ạ. Ngay vườn hoa này bên kia chính là tòa S212. Bên này có một cái khu một cái tòa chung cư, nó giáp ngay với dự án Vinhome Ocean Park luôn, giáp ngay với những phân khu chung cư như Sapphire 1 luôn quý anh chị ạ. Đây, quý anh chị nhìn em ạ. Làm vườn hoa làm chòi rất là đẹp luôn. Ở đây là trong đảo Ngọc Trai lớn thì cái số lượng căn ấy, quý anh chị thấy là cái số lượng căn tại đảo Ngọc Trai lớn nó không phải là nhiều, nhưng mà những cái tiện ích nó ngập tràn luôn, đúng không ạ? Vườn hoa đúng là vườn hoa bao quanh đảo để có những vườn hoa ngoại. Thế thì chia sẻ luôn, tổng cả ở vườn hoa Ngọc Trai đảo lớn có 3 vườn hoa luôn cô chú anh chị nha, có luôn 3 vườn hoa luôn, đúng không ạ? Chủ đầu tư làm cái tiện ích trong đảo lớn nó cực kỳ tuyệt vời luôn, nên mình phải đánh giá là rất là đẹp và rất là nhiều tiện ích. Đấy, đây là những cái lối dạo bộ ven hồ mà chủ đầu tư bố trí những cái chòi như này, quý anh chị thấy có giá trị không ạ? Rất là hay luôn. Buổi tối chúng ta ra ở đây chòi chuyện vui kìa, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Đây là dãy Ngọc Trai 16 đây quý anh chị. Ngọc Trai 16 là gần sát ngay vườn hoa luôn. Đây thì đỉnh điện trái, đây là vườn hoa, dọc bên này chỉ là bên phải này chính là Ngọc Trai 20 đối diện vườn hoa. Hiện tại Thiên Định đang có một căn đối diện vườn hoa giá cực kỳ hợp lý luôn quý anh chị nhá, 162m và đang bán với giá là 14,9 tỷ bao phí đối diện vườn hoa này luôn, rất là thoáng luôn. Đấy, quý anh chị nhìn thấy ạ, và diện tích xây dựng cũng rất là to. Đấy, vườn hoa làm rất là đẹp. Khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, khu tập thể dục thể thao. Ngoài những cái xung quanh cái khu tập, chúng ta còn có những cái chiếc ghế để chủ đầu tư bố trí để chúng ta ngồi nghỉ ngơi cũng như là ngồi thư giãn, ngồi trò chuyện rất là hay luôn. Bên này chính là những cái sân gọi là sân cầu lông. Đấy, những cái sân cầu lông, sân bóng bàn, sân tennis. Quý vị thấy không ạ? Đường xá rất là thông thoáng. Thiên Định phải đánh giá là trong cái Ngọc Trai đảo lớn này bây giờ
nhưng định phải khẳng định luôn nó đẹp trong tất cả các khu luôn đấy, khẳng định luôn. Đề Ngọc Trai Đảo Bé thì định cũng đang đánh giá là nó không thể đẹp bằng Ngọc Trai Đảo Lớn được. Ngọc Trai Đảo Lớn có vườn hoa nó chi chít đấy, tiện ích nó chi chít như này luôn, đúng không ạ? Mà đường thông thoáng, đường thông nhau vào trong đây ở không khác gì ở trong một khu đô thị sinh thái mà nó giống như đi nghỉ dưỡng luôn của chú chị đấy. Cái môi trường sống của chú chị đây ạ, vườn hoa cây xanh rồi sân vui chơi rồi bể bơi ở trong khu luôn, đi bộ ra là chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái tiện ích ở đây rồi. Thì cô chú anh chị chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào quan tâm đến những cái căn biệt thự tại Ngọc Trai Đảo Lớn, những căn đơn lập, những căn song lập mà giá hiện tại đang rất là hợp lý thì liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907459550 nha. Vâng, Thiên Định xin cảm ơn chân thành toàn thể cô chú anh chị chúng ta đã theo dõi video của Thiên Định. Những video trước thì Thiên Định đã giới thiệu rất nhiều các cái thông tin chi tiết về các khu rồi. Thì Thiên Định cố gắng một ngày Thiên Định sẽ ra ít nhất là 1 đến 2 video để giới thiệu về dự án Vinhome Ocean Park để giúp cô chú anh chị chúng ta có những thông tin chi tiết về dự án. Vâng, và cô chú anh chị chúng ta hãy nhấn đăng ký nút theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị ạ.